mới GameFi và DeFi dành cho cộng đồng blockchain. Vừa qua, Spaceship, công ty đầu tư nền tảng blockchain, cùng đại diện của hai đối tác là Toppost, công ty sản xuất game blockchain, và Pandora, Sandex và IDO Launchpad tiếp tục thực hiện chuỗi Spaceship Talk, mang đến những thông tin bổ ích về công nghệ blockchain dành cho cộng đồng những người quan tâm. Chủ đề chính của buổi trò chuyện xoay quanh về xu hướng mới GameFi và DeFi. Cụ thể là những giá trị to lớn khi cả hai nhân tố này kết hợp với nhau và làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ GameFi và DeFi. Buổi talk show cũng giải đáp những thắc mắc của người tham dự về sự hợp tác của ba bên, các dự án tiếp theo trong tương lai của từng doanh nghiệp, cũng như tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm cho cộng đồng người mới và cách thức đầu tư, kiếm lợi nhuận từ các dự án của GameFi và DeFi. Ngoài ra, trong sự kiện, người tham gia còn có cơ hội nhận rất nhiều giải thưởng hấp dẫn với mini game trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về các kiến thức liên quan đến blockchain, GameFi, DeFi, Spaceship, v.v. với tổng giá trị lên đến 1.000 USDT. Thì cái việc mà ứng dụng những công nghệ này vào Metaverse đó, nó sẽ đem lại rất là nhiều trải nghiệm mà mang tính có lợi nhiều cho người dùng, có thể tìm kiếm cơ hội để xây dựng cái business riêng của mình. Mong muốn của Spaceship trong thời gian tới sẽ là một cái cầu nối giữa hai cuộc cách mạng này để nhằm mang lại cho những cái người dùng của Việt Nam một cái hệ sinh thái vững mạnh hơn, phát triển hơn, có nhiều cái lợi thế về tài chính và kinh tế hơn, và quan trọng hơn là những cái cộng đồng này nó có giá trị và nó rất là thực.